Ethiopia đã lần đầu tiên có một nữ tổng thống. Nữ chính trị gia Sawork Zewde đã được các nghị sĩ quốc hội Ethiopia bầu làm tổng thống của nước này, thay ông Mulatu Teshome mới từ chức. Trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, bà Zewde đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các nghị sĩ. Với quyết định trên, bà đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia Đông Phi này. Reuters cho biết bà Zewde, 68 tuổi, từng đảm nhận vị trí đại sứ Ethiopia tại Pháp, Djibouti và Senegal. Trước khi được bầu làm tổng thống, nữ chính khách này là quan chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc tại Liên minh châu Phi. Bà thông thạo hai ngoại ngữ, bao gồm tiếng Anh và tiếng Pháp. Trước đó, cùng ngày, trong một phiên họp chung bất thường, Quốc hội Ethiopia đã chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống Teshome. Việc ông Teshome từ chức diễn ra hơn một tuần sau khi Thủ tướng Ethiopia là Abiy Ahmed tiến hành cải tổ nội các. Danh sách nội các mới do Thủ tướng Abiy Ahmed đề cử, trong đó có 50% số thành viên là nữ.